Chị Dung ơi, chị đang làm gì đấy? Chị đang massage bụng bầu cho em bé, với lại dưỡng để cho da không bị dạn. Wow, thảo nào em thấy bụng chị lớn như thế mà gần như không có một nốt dạn nào luôn ấy. Tất nhiên là phải có bí quyết rồi. Thế thì chị có thể chia sẻ cho em cùng tất cả mọi người được biết cái bí quyết này được không? Rất là đơn giản. Xin chào các bạn, nếu như mà các bạn mẹ bầu nào mà đang mang bầu mà đang lo lắng vấn đề về dạn da của bụng mình ấy, thì Dung Nguyễn sẽ chia sẻ cho các mẹ một bí quyết rất là đơn giản và gần như là ai cũng có thể làm được tại nhà. Đấy chính là bí quyết dưỡng da vùng bụng kết hợp với những động tác massage dành cho bà bầu để giúp em bé thư giãn này, mẹ bầu cũng được thư giãn theo và đồng thời là cái vùng da của mình ấy, nó được nuôi dưỡng ẩm tốt, nó không sẽ bị dạn da. Thì nếu như ở nhà các mẹ có tinh dầu dừa nguyên chất hoặc có thể là có những cái serum lành tính. Trên thị trường có rất nhiều serum nhưng mà các mẹ hay chọn những serum nào lành tính nhất, an toàn cho mẹ bầu. Các mẹ có thể sử dụng massage một ngày khoảng 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi tối nếu như có thời gian, còn không thì một lần buổi tối thôi cũng được. Thì với cách làm của Dung Nguyễn ý, thì Dung Nguyễn chỉ cần lấy khoảng 2 đến 3 giọt thôi. Cho em thử với. Cũng ăn chè luôn đúng không? Đó, sau đó thì làm ấm cái vùng da tay của mình và massage để cho vùng tay mình nó ấm lên. Sau khi làm ấm vùng tay của mình cùng với các tinh chất dầu dừa hoặc là tinh chất serum thì chúng ta sẽ dùng bàn tay của mình để massage bụng, vùng bụng có em bé. Và động tác rất là đơn giản thôi, các bạn hãy chuẩn bị 5 động tác đơn giản nhất. Đầu tiên đó là các mẹ hãy ôm tay mình giống như động tác hàng ngày mà chúng ta hay ôm con ấy. Chúng ta sẽ massage từ dưới lên trên theo vòng tròn nhẹ nhàng. Và động tác này các mẹ có thể lặp lại khoảng 4 đến 5 lần. Trong quá trình các mẹ làm thì các mẹ hãy thở nhẹ nhàng. Chú ý hơi thở của chúng ta cũng rất là quan trọng trong quá trình massage. Đó, và đây là động tác đầu tiên. Động tác thứ hai mà các mẹ có thể làm đó là chúng ta sẽ massage từng vùng bụng. Ví dụ như là chúng ta sẽ làm bên phải trước, massage từ trên xuống dưới. Động tác này giúp cho em bé được thoải mái cơ thể và giúp cho vùng bụng của chúng ta cũng được dễ dàng, cái cơ bụng nó sẽ được massage nhẹ nhàng hơn. Đồng thời cái tinh chất dầu dừa hoặc tinh chất serum sẽ giúp cho làn da của các mẹ dưỡng ẩm tốt, không bị rạn da trong quá trình mang thai. Đây là động tác thứ hai. Động tác thứ ba liên quan đến cái vấn đề massage cho bà bầu đó là động tác dùng ngón tay cái. Các mẹ có thể dùng ngón tay cái của mình này, nhớ này, nhẹ nhàng thôi, không cần phải mạnh đâu. Các mẹ massage từ trên xuống dưới. Ngọc Anh chưa mang bầu đúng không? Nhưng mà chắc là cũng học được chuẩn bị em bé đúng không? Chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng từ trên xuống dưới này, từ trên xuống dưới, từ bên phải sang bên trái và cứ thế hết vùng bụng của chúng ta, để cho em bé được cảm giác thư thái nhất, dễ chịu nhất và kết nối giữa mẹ và con. Đây là những cái động tác giúp cho hai mẹ con kết nối với nhau rất là tốt. Động tác thứ ba là như vậy. Động tác thứ tư của chúng ta trong quá trình massage thì các mẹ có thể sử dụng đến đó là động tác, ngoài có biết không nhỉ? À, Hình đó là như đi là bộ, đi đúng bộ, rồi. động tác đi bộ. Đi bộ giống như là khiến bò ấy, thì chúng ta sẽ massage theo chiều kim đồng hồ và như thế cứ massage từ theo vòng tròn như vậy. Massage nhẹ nhàng, có thể đi bộ nhẹ hoặc đi bộ nhanh. Nếu như mẹ muốn con các mẹ sau này trở thành vận động viên marathon thì có thể đi bộ nhanh cũng được. Đây là động tác thứ tư và động tác thứ năm là động tác xả, tức là động tác thư giãn giúp cho mẹ và bé cùng thư giãn với nhau. Đó là động tác vỗ nhẹ nhàng. Trong quá trình các mẹ massage như vậy thì các mẹ có thể trò chuyện cùng với con. Có thể nói với con rằng, con ơi mẹ đang vỗ này, mẹ đang ở bên phải này, con có thể đạp nhẹ nhẹ được không? Nếu như em bé tương tác với mẹ thì đấy là một điều rất là tốt. Và các mẹ có thể tập bài tập này hàng ngày buổi tối để giúp cho sự kết nối của mẹ con tốt hơn. Hoặc có thể bảo ông xã nhà mình tập động tác này. Thì khi mà bố đặt bàn tay lên vùng bụng của mẹ và hãy gọi, con ơi bố ở đây, bố đặt tay ở đây nhé. Thì tình cảm của gia đình, tình cảm của cha con sẽ rất là gắn kết. Đấy là cái bài tập mà chị áp dụng trong quá trình mang bầu của mình. Đây là kết quả của việc dưỡng da thường xuyên. Và các mẹ yên tâm, nếu như các mẹ muốn tìm những sản phẩm uy tín và lành tính đối với các mẹ bầu thì các mẹ có thể inbox cho Dung Nguyễn. Dung Nguyễn sẽ tư vấn cho các mẹ những sản phẩm mà chứa những thành phần cực kỳ lành tính, vừa giúp dưỡng da, có thể dưỡng da mặt, có thể dưỡng da vùng bụng và cực kỳ an toàn với em bé luôn. Ngọc Anh muốn tìm hiểu nó không? Ok, wow, chắc chắn là với những cái chia sẻ vừa rồi của chị Dung Nguyễn thì sẽ có rất rất là nhiều những mẹ bầu ở dưới kia và chúng ta đang nghe cái xem cái video này và mọi người thấy rằng là cái bài này nó rất là dễ dàng và sẽ giải quyết được rất nhiều cái vấn đề nỗi lo về vấn đề dạn da của mẹ bầu. Và cảm ơn chị Dung Nguyễn, mẹ bầu Dung Nguyễn đã chia sẻ những cái điều chia sẻ vừa rồi và chúc tất cả các mẹ bầu của chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng.